Rồi chào các bạn nhá. Chúng mình sẽ có quay trở lại kênh Đặng Tí Naro nhá. Rồi chào, tiếp tục có video hôm nay bên Đặng Tí Naro sẽ có ba con vàng số cao cấp DMX DK 4000. Thì đây là dòng vàng số cực kỳ cao cấp hiện nay. Hàng bãi xịn của DMX nhá. Các bạn lưu ý đây là hàng bãi xịn của DMX. Thương hiệu DMX là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Ý, Italia. Và em thực sự nó rất là hiếm. Em về duy nhất có 3 con thôi. Thì cái dòng DMX này hiện nay cực kỳ là hiếm. Trước em có một lần em làm được thôi. Đây là một dòng vàng số rất cao cấp, có cổng quang đầy đủ. Con này có thể làm cả chuyên nghiệp và dùng gia đình em nó luôn này. Không hay em không lấy tiền. Đây, DMX DK 4000 hàng bãi xịn nha, có cổng quang đầy đủ. Con này rất dễ chỉnh, có đầy đủ phần mềm. Bao dùng gia đình con này thôi em nó luôn, bao hay luôn. Hay hơn X6, X56 rất nhiều luôn. Nha, xem quay sau có xem luôn. Đây, con này có quả gió này. Đây, có cổng quang nhá. Cổng quang này, có thiết độ đồ vào đây. Được chưa? BMG AUX này. MR này, súp cụm đẩy Sony này, ra center và ra súp này. Con này có hai lỗ mic calon đằng sau để bọn nào làm sự kiện. Bọn nào sự kiện cần lỗ mic calon đằng sau thì nó có hai lỗ mic calon đằng sau nhá. Duy nhất em có 3 con. Đẹp, bao zin, bảo hành 6 tháng và bao hay luôn. Một dòng vàng cao cấp, vàng số DMX cao cấp nhá, thương hiệu của Ý nhá, Italia luôn. Dòng vàng DK 4000 con này thực sự hiện nay trên thị trường nó khá là hiếm, không có nhiều đâu. Các theo dõi video cho kênh Đặng Tí Naro Simonai nhá. Hay để bên Đặng Tí Naro Simonai và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới cho em nhá. Nếu bác nào nhanh tay muốn sở hữu dòng vàng này nhá. Đây, con này to nhỏ nhạc, vang nhại và mic các phần melu. À các bạn có thể tắt này. À. Bật này. Đèn nháy cực kỳ đẹp đây. Mình tắt nhạc này. Đấy. Thêm báo giá luôn, con vàng DMX DK 4000 em bán giá cực kỳ tốt cho mà muốn sở hữu duy nhất 3 con. 2.100.000 một con vàng ship, 2.100.000 một con vàng số DMX này. Các bạn hết sức nhanh tay, số lượng đấy có 3 con duy nhất, 2.100.000 một con em bao ship. Và em nói luôn là bao hay cái dòng vàng này. Bạn nhìn cái dàn rè nháy này. Quá đẹp luôn, 2.100.000 em bao ship tận nơi nhá, tặng đầy đủ giấy tờ phụ kiện các bác. Một dòng vàng số chuyên nghiệp và dùng gia đình thì em nói luôn là nó quá đẳng cấp cho bác về con vàng này. Tí sẽ test nghe chất âm của nó, bác nghe được cái tiếng echo gì vợ của con vàng DMX này nó hay như thế nào nhá. 2.100.000 con này, em bao ship. Này. Các bạn có thể nhìn thấy nó rất là chuyên nghiệp. Đây. DMX DK 4000 2.100.000 em bao ship tận nơi nhá, cực kỳ đẹp luôn. Qua những cái đấy của nó, tất cả nó setup sẵn rồi bác rồi, về các chỉ việc dùng thôi nhá. Có thấy video này hay hãy để bên Đặng Tí Naro Simonai nhá, hay là bên em Simonai và nhớ đăng ký kênh màu đỏ giúp cho em. 2.100.000 một con vàng số cao cấp như này, duy nhất có 3 con vì hàng rất hiếm. Cho bác nào chốt nhanh nhá, bác nào không chốt nhanh là mất ngay nhá. 2.100.000 em sẽ bao ship tận nơi nhá, rồi là sẽ test nghe luôn cái chất âm nhá, em sẽ test luôn cái chất âm để bác nghe được cái dòng vàng số DMX này. Test luôn cái chất âm nhá, bác nghe được chất âm. Hai ngày nào em tuổi 15 em hãy nghe tôi người đánh đàn tiếng đàn đàn nỗi nhớ mình mà hoàng kỳ rồi thời gian dần trôi mau em không nghe tôi sao phim đàn mà chỉ nhìn nén nén bên sông sao em không như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn để điệu đàn buồn mênh mang
tạm đi chung trên một chuyến đò, con đò chiều đưa gạch sang sông. Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông như chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vô nao sao. Hãy học hi. Giọt buồn nhỏ bên sông, hộp cô dâu sang nhà chồng ai ru con nghe buồn lòng, lời ru nghe như mong. Triệu 100 nghìn một con em bao ship. Mọi chi tiết mua hàng thì hẹn cho số điện thoại 0916.